thời gian bận rộn đi diễn và chuẩn bị cho đám cưới. Ngày hôm nay Linh mới có thời gian rảnh để live stream đây ạ. Chào Nguyễn Kim Ngọc. Giờ này đang trong giờ hành chính nên là chưa được ít người xem. Mọi người đều đi làm chồng hết rồi. Và Linh cũng đang đi diễn nè. Chiều ở đây rất là đẹp luôn. Xin chào Hiệp Trương. Chào Phan Anh. Phan Anh dạo này có khỏe không? Mẹ ơi. Ba. Ba thương con đúng không? Nào, con chào các cô chú đi. Xin chào các cô chú. Xin chào tất cả mọi người. Tú, lên ba bế nào để cho mẹ còn live stream nhá. Dù là người bình thường hay người nổi tiếng mà đã từng ly hôn và có con riêng như Linh thì việc tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương mình và thương con mình rất khó khăn. Và Linh cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được anh Trọng. Mẹ ơi, con đau. Nào, nãy con vừa bị đập tay vào bàn đúng không? Mẹ thương nhá. Ơ kìa, các cô chú khen con ngoan kìa. Con cảm ơn các cô chú đi. Nhiều tin quá. Ba là... Ba làm cho con diều nhá. Con có thích diều không? Ba làm diều trong túi nha. À, thôi mọi người ơi, giờ Linh phải đi diễn rồi. Và hai bố con cũng phải đi về để chiều còn đón Linh nữa. Nên tạm biệt mọi người nhá. Cả nhà chào mọi người nào. Tạm biệt. Anh vừa cấu thằng bé đúng không? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Con nó có hơi hiếu động. Anh chỉ cần nó nói nhẹ nhàng là được mà. Cấu tay thằng bé tím tái như thế này. Thôi em đừng tức. Em biết tình hình lúc đấy con gì. Anh mà không xử lý như thế, nhẽ xảy ra chuyện gì sao? Ảnh hưởng đến em. Nhưng thằng bé đó mới chỉ có 6 tuổi thôi. Thôi được rồi, lần sau em sẽ để ý hơn. Mà tím cũng một tí, trưởng đá là hết ngay, có gì đâu. Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy. Hai bố con đi về đi, em phải quay đây. Ok, đi thôi. Chờ đợi rất lâu rồi không hả? Thế bây giờ muốn làm sao? Ba ơi! Ui! Hết rồi! Nhưng mà! Tao đã dặn mày như thế nào rồi hả? Khi nào tao gọi cho em được ra cơ mà? Ba ơi! Nhưng mà con đói quá. Đói? Thì vào lấy tiền mà mua cái gì mà ăn? Mẹ mày giàu thế cơ mà! Giờ không biết tiền để chỗ nào nữa à? Cô là ai? Sao lại còn ở nhà cháu? Lại còn ôm ba nữa? Bạn tao! Mà mày cứ coi như là ấy, giống như mẹ mày ôm mấy cái thằng khác ở trường quay ấy. Sao mà mày nói nhiều nhở? Tao đánh mày một cái được. Thôi em, tối nay ấy, nó còn phải quay live stream với cả mẹ nó, quảng cáo với cái sản phẩm của trẻ con. Mặt nó làm sao ấy, lại rách việc ra. Mời cho mày đấy. Cố mày chạy. Anh có sợ nó mất vợ anh không? Thằng này ấy, không dám hé răng nửa lời. Em biết đâu, mình là kẻ điên. Tới đây. Bây giờ đấy thì không phải sợ thằng con anh nó ra đâu em ạ. Tú, ra tao bảo đây. Tú. Ba gọi con ạ. Ra đây. Bây giờ tao sẽ quay clip. Nhớ gì tao dặn chưa? Nghe lời, ngoan ngoãn, cấm khóc cấm cãi. Nghe chưa? Mồm. Rồi ạ. Ngồi dịch đây. Khổ thân con trai ghê cơ. Cứ trở trời cái là lại ốm. Mẹ thì đi quay cả ngày, có mỗi hai bố con thôi. Thế mà phải làm cả đống bài tập các cô chú ạ. Thương lắm cơ. Con thương con lắm. Tao bảo mày như nào rồi? Mày phải nghe lời cơ mà. Mày phải thể hiện tình cảm với tao. Đi. Mẹ mày khóc còn ra tiền chứ mày khóc chỉ có ra đường thôi. Tại sao mày hư thế hả? Con xin lỗi bố, con biết con sai rồi à. Đi. Mày nên như thế thì tốt đấy. Chứ đừng có thể hiện cái mặt ngơ ngơ ra như cái thằng thiểu năng trước mặt tao. Nghe được chưa? Con biết rồi à. Cút.
Khoan. Ra đây. Đi mua tao bao thuốc. Tiền đây. Nhanh rồi về đấy. Nhanh cái tay lên. Anh yêu ơi. Em đến nhanh đấy. Chị chả đến nhanh thì sao? Nhớ dã man luôn. Thằng con hoàng của anh đâu rồi? Anh bảo đi mua thuốc rồi. Chắc sắp về. Em chứ nó còn nói gì với vợ anh không ấy? Nói gì? Thằng đấy mà dám hoi á, kết với anh ấy. Chúng bạn cũng là thông minh của người em nhé. À mà em vừa nghe được là con vợ anh đang trúng dự án phim to lắm đấy. Có gì cho em một ít nhá. Em đang bị một cái số quần áo nho nhỏ nhưng mà đang thiếu vốn quá. Em thích gì thì anh chiều hết. Cảm ơn chồng yêu. Ba ơi, thuốc. Tao dặn mày mua loại này à? Tao hút loại này đâu? Thấy bác bán hàng bảo là hết loại cố dùng rồi ạ. Nhưng con mua loại này ạ. Mày nói dối đúng không? Mày cố tình mua cái loại này để mày lấy tiền thừa đúng không? Thế tiền thừa còn lại đâu? Đưa đây. Cháu xin lỗi. Cháu đang rơi ngoài đường rồi ạ. Tao biết ngay mà. Cái thể loại như mày ấy, nuôi chỉ tổ tốn tao tốn gạo thôi. Đi đây. Quỳ xuống. Biết sai gì chưa? Con biết lỗi sai của con rồi ạ. Thế bây giờ phải làm như nào? Ăn đòn chứ còn sao nữa ạ? Dừng lại! Anh làm cái gì đấy? Anh là ai mà anh xông vào nhà tôi? Hả? Xin chào. Chồng cũ của vợ tôi. Anh đây làm gì nhỉ? Không đến đây tôi biết được bộ mặt thật của cậu à? Ít con trai tôi phải chịu khổ thế này à? Là cả đàn ông ấy ở nhà ăn bán phụ nữ chưa đủ sao? Nó còn bày ra những trò hỗn loạn của đứa trẻ. Cậu có phải là con người được không? Anh bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Này, con trai anh đang ở đây đấy. Anh có muốn học hỏi con đồ nhanh không? Hả? Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng đâu. Tôi sẽ không bỏ qua trên này đâu. Không bỏ qua thì anh định làm gì? Anh nên nhớ. Anh ấy chỉ là chồng cũ của vợ tôi thôi. Còn trên danh nghĩa, thằng phu này là con của tôi. Còn nếu ấy muốn tôi đối xử tốt với nó thì anh nên biết điều một chút đi. Cậu không có tư cách làm rượu con trai tôi thì cậu không phải dọa. Tôi sẽ đưa nó đi. Các người sẽ không được hành hạ nó nữa đâu. Thủ tục ly hôn đã xong hết cả rồi. Anh ấy chỉ là chồng cũ thôi. Còn tôi này là chồng mới của cô ấy. Anh làm trái tôi cũng chẳng biết đàn bà thế nào đâu. Chuyện đó tôi sẽ tự lo. Còn cậu ấy, cũng nên hạ cái bộ mặt thật xuống đi. Đám cưới thì thể tốt này nó. Còn lợi dụng con trai tôi để quay clip thể hiện mình là một người rượu tốt. Nhưng thật ra cậu là một thằng hèn mạch. Vợ của tôi thật là có mắt chọn người đấy. Đi được không? Mình tính ra làm gì mà nóng đấy. Chọn gì cái loại gì đấy. Anh Trọng, rốt cuộc là có chuyện gì? Bé đâu rồi? Thật sự là anh không biết chuyện gì xảy ra cả. Nhờ Mạnh say rượu xông vào nhà rồi đưa thằng bé đi. Bảo là không muốn nó sống chung với bố dưỡng. Lúc đấy anh không biết làm thế nào cả. Thế nên tại sao anh không gọi cho em ngay từ đầu? Anh có biết đâu. Anh cứ nghĩ là Mạnh điện cho em rồi. Chứ em biết đấy, anh rất thương thằng bé. Thật vậy sao? Em biết là anh không có khả năng sinh con. Thế nên anh luôn coi Tú như là con đẻ của mình. Em hiểu. Anh thôi. Tôi là diễn viên mà đôi lúc tôi còn tự cảm thấy xấu hổ vì diễn không sâu bằng anh ấy. Anh luôn miệng nói yêu thương con tôi vì muốn nó lên người.
làm cái chỗ bẩn thỉu ngay trước mặt đâu. Tôi đúng là có mắt như mù, phải tin tưởng anh đấy. Không, ai nói với em chuyện đấy? Không phải như thế đâu, em phải tin anh chứ, Linh. Bằng chứng đây, cậu có muốn cãi nữa không? Tôi biết là cậu sẽ chối nên tôi đã quay clip lại. Anh Linh, em phải tin anh. Cô ta lừa dối anh chưa? Anh chỉ yêu em và thương con thôi. Em phải tin anh. Thôi đi, anh hành hạ con tôi, anh ngoại tình trong chính căn nhà của tôi, mà anh nói anh thương mẹ con tôi, anh có còn là con người được không? Cút ngay ra khỏi nhà đây. Linh, anh xin em đấy, bây giờ em đuổi anh thì anh biết đi đâu. Tha lỗi cho anh, bỏ qua cho anh lần này thôi, anh hứa sẽ không lặng. Ở đấy không chứa chấp lại người như anh. Cút ngay. Chăm con thật tốt, nhưng rồi kết quả thì sao? Anh biết em là một diễn viên, nhưng em cũng đừng quên mình cũng là một người mẹ. Anh sẽ đưa con sang Mỹ, em tự lo liệu đi. Đừng, đừng, em xin anh đấy.